tạm thời quý vị quan khách, kính thưa quý vị Tân Quốc Quý, vâng, quay diện ngay trên khấu của chúng ta đó chính là hai gương mặt đẹp nhất và rạng ngời nhất, hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, và họ cũng chính là lý do để cho tất cả chúng ta cùng nhau sum họp đông đủ tại đây để chứng kiến cũng như là chúc mừng cho tình yêu đứa đôi của đôi bạn trẻ, và để cảm ơn tới toàn thể quý vị quan khách, vâng, và xin tỏ kính mời đôi bạn trẻ của chúng ta hãy dành một cái cúi chào thân thương nhất để gửi tới toàn thể quý vị nào, xin mời. Kính thưa toàn thể quý vị Tân Quốc Quý, nước Việt mênh mông không bao lầy được tình mẹ, và mây trời đồng lộng không phủ kín công cha, tận tạo sớm hôm mẹ nuôi con phân đấn, mang tàn tấm thân gầy cha che chở đời con. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách, người còn sinh con ra đó là một điều mà những người làm cha làm mẹ đã trải qua biết bao thăng trầm và sóng gió trong cuộc sống, và ngày hôm nay đôi bạn trẻ của chúng ta để có được một lại lễ thành hôn thật sang trọng và ý nghĩa như ngày hôm nay thì cũng không thể thiếu được những công ân sinh thành giáo dục, đúng không quý vị? Và trong giây phút trọng lại và thiêng liêng như ngày hôm nay, nếu có sự chứng kiến và dự sát của các bậc đấng sinh thành lại lễ thành hôn của chú rể tình tòi sống riêng cùng cô giáo Lương Hương, sẽ càng nên trở nên ý nghĩa và thiêng liêng hơn. Dạ vâng, và ngay bây giờ ban tổ chức chúng tôi sẽ được trân trọng gửi lời tới đại diện an ninh của chúng ta sẽ cùng trở về sân khấu của ban tổ chức để cùng dìu dắt các bạn trẻ cũng như để ra mắt quan viên họ, cũng như gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị Tân Quốc Quý. Với sự trân trọng kính mời và giới thiệu về phía họ nhà trai, xin trân trọng giới thiệu bố ông Lò Văn Đoan và mẹ Lò Cà Thị Loại sẽ cùng trở về sân khấu của ban tổ chức để ra mắt cũng như để dìu dắt đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Và quý vị ơi, chúng ta hãy dành lên một tràng vỗ tay để chào đón đại gia đình của nhà trai chúng ta đi nào. Xin trân trọng kính mời và giới thiệu về phía họ nhà gái, xin trân trọng giới thiệu ông Lò Văn Ân và mẹ Tòng Thị Thiên sẽ cùng trở về sân khấu để dự sát đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Thầy hội hồn thân mến, dạ vâng, và hiện diện ngay trên sân khấu của chúng ta đó chính là lại gia đình yêu thương, vâng, để dự sát đôi bạn trẻ để có được một lại lễ thành hôn trang trọng và ý nghĩa như ngày hôm nay, và họ cũng chính là lý do để cho tất cả chúng ta cùng nhau sum họp đông đủ tại đây để chúc mừng cho tình yêu đứa đôi của đôi bạn. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị Tân Quốc Quý, có thể nói rằng tình yêu là quả nắm say kết tinh cho những tháng ngày ước mơ, trai khôn rừng vợ gái đẹp ngả chồng, để cho năm tháng sợi tơ hồng quyết duyên, và để rồi ngày hôm nay hai bên đôi bạn trẻ của chúng ta đã trải qua những thăng trầm và sóng gió trong tình yêu và trong cuộc sống. Đôi bạn trẻ của chúng ta đã xin phép gia đình rằng em cũng còn son, anh cũng còn son, ước gì ta được làm con một nhà, và để rồi anh về theo với mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình, và anh cũng về theo với gia đình đồng ý cho mình lấy ta. Và ngày hôm nay con son cũng đã chuyện với cho vàng, và ai cũng biết là nàng lấy anh, và cho vàng cũng chuyện với cô xanh, ai ai cũng biết là anh lấy nàng. Vâng, và đúng là hoa sen thì đẹp nhất trong đầm, và chú rể tình còi yêu đẹp nhất khi yêu thầm cô dâu hương của chúng ta, đúng không ạ? Vâng, và yêu thầm thì cũng chẳng được đâu, giờ đến lúc cũng phải nói dập ba câu tỏ tình. Vâng, và tỏ tình thì phải mất tình tình thì mới lấy được người tình yêu, đúng không các vị ơi? Vâng, ngày hôm nay ngày thật đẹp thật đành tại tư gia của gia đình họ nhà trai long trọng tổ chức lại lễ thành hôn cho chú rể tình còi sánh riêng cùng cô dâu hương hương trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, hôm nay ngày 21 tháng 1 năm 2024, tức là ngày 11 tháng 12 năm Quý Mão, tại tư gia của gia đình họ nhà trai ông Lò Văn Đoan, địa chỉ bản Nà Bông, xã Trường Sơ, huyện Điện Biên Đông, long trọng tổ chức đại lễ thành hôn cho chú rể tình còi sánh riêng cùng cô dâu hương hương trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng tuyên bố đại lễ thành hôn của chú rể tình còi sánh riêng cùng cô dâu hương hương trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ được chính thức bắt đầu. Quý vị nào đây, một tràng vỗ tay thật lớn đi quý vị ơi. Dạ
thống kính thưa toàn thể quý vị thân quý. Và như vậy thì đại lễ hành hôn của chúa tể tình tòi thánh nhân cùng cô dâu lương hương đã được trình trọng diễn ra ngay giây phút này đây. Vâng, tôi xin kính chúc cho cô dâu của chúa tể trăm năm tình viên mãn, đặt đầu nghĩa phu thê, phát triển địa cửu mãi không xa rời. Và kính chúc cho hai mối tình thông gia ngày càng kêu sân thắt chặt. Vâng, tôi là điểm tựa của đôi bạn trẻ trong buổi trường không lịch, rất là được thừa của các bạn trẻ sau này. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân thiết quý. Và ngay giây phút này, xin được trân trọng kính mời lại gia đình yêu thương của chúng ta sẽ có đôi lời phát biểu và cảm ơn tới toàn thể quý vị quan khách. Xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân thiết quý. Và trong ngày vui, ngày hạnh phúc trong lại những ngày hôm nay, là gia đình yêu thương của chúng tôi đã hiện diện trên sân khấu với những giây phút thật nghẹn ngào và sôi động lắm lòng. Đó với sự hiện diện của toàn thể quý vị quan khách, đó là món quà thật sự vô cùng to giá đối với gia đình của chúng tôi. Vâng, và cho phép MCV10 xin được đỡ lời cho gia đình, đỡ lời cho đôi bạn trẻ, có đôi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị. Chiếc phò mè tin lòng ải ghép cái sắc mê mờ cái sóng phái chưa hết cái chân hà này mưa lì chết chân mưa sẵn chết chết mưa lẹt chết lì tỉ chân vần mà sắc mê mờ trắng lật trước ở lời của nước mã mê lì lại tiền cua sữa lời trên cỏ mè thê đồng hải yên nhắm trâu khỏi làng qua muốn ra tài may cái những này đẹp trời đúng lần tà cái những này mông cuộc mông cù mất xuống có phải vườn đúng là vườn tà phà vườn phà đường vườn đung cái nhất xỉ ngò om đi ai nói khỏi vàng cái này rú phục bản quà rú ba bản dài xích vườn cầu cầu vườn tên cái những xích vườn ông mắt nhìn cầu cầu vườn ông mắt nhìn nôn con trang liêng trang sùng mai trang sùng trang nhớ nhớ tiếp đúng sùng tiếp bà mà hết ép sư sàn đục vườn nhiên qua cười tuổi chất phép bền xào vật trai cửa tuổi sau vì bền báo cửa sóng đau hoa văn tràn cửa sáo ỉn cuộc chủ phủ trần vân cẳng tài lò bò mè tiền lòng ơi để quan chu đồ trắng cướp mất su ảo để quan báo quan xào trắng tô chú êm hạ ải cù bền ải bền êm bền bò bền mè cả những hạt nhang tanh cái của bầy cái đầy thuyền ủng trên sầu ẩu trên đụ cửa sang bên ỉ mới sóng phái chưa cửa chân hà đầy mười lý chơi trần mười sáng chưa chết mười lẹp chết lý vì chân vườn mạ tổ chức ở đồi phổ mía tỉnh gọi các bài hương tỉnh phổ khánh mía trùng táo cắp gần bảy tấn nguyên đà rào cái sắc mani mới cái thay mặt cẩm phái chưa hơn cái hai bà đồ chế nếp mani giáo tâm ẩn phò mè tiền lòng ải yên hâu ở nhắc phái địa văng cả ma văng sàn nả địa bơ vải hương vai lại tủ bất liêng bất năng vào sâu mười bao đựu sòn đàn cho sòng phái chưa hơn xung khỏi sắc mani giáo tâm ẩn phò mè ải yên hâu phật hảo khăn chỉnh sờ ông ma tìm mới bật nhảy hay là trên sàn này đầy sắm tiền đất kém sáu căm hở lụ hở làm sòng phái chưa hơn xung khỏi khi tăng cây phần nắm lại đất phò mè ải lộng chung phù chung quân ơi. Dạ vâng, sau đây thì trân trọng kính mời vâng cô dâu của chú rể sẽ cùng tiến sát về phía bàn tiệc xông phanh để cùng nhau tay trong tay khuôn những đi dòng rượu cưới của mình. Xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời chú rể tình còi hãy thể hiện với chai rượu xông phanh của mình, với thể hiện với sức mạnh tình yêu của mình. Vâng, hãy đắc chai rượu xông phanh thật mạnh nghe chú rể tình còi ạ. Vâng, và cũng chứng minh bây giờ điều rằng tình yêu của đôi bạn trẻ sẽ cùng tay trong tay trải qua những thăng trầm và sóng gió trong cuộc sống. Vâng, trải qua những gian nan và thử thách trong cuộc đời này. Và chắc chắn rằng đôi bạn trẻ chúng ta nắm tay nhau sẽ trải qua và vượt qua tất cả mọi khó khăn và trong cuộc sống này. Vâng, và kính chúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ trong năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê, thiết trường được cửu mãi không xa rời. Và quý vị ơi, một lần nữa quý vị hãy dành cho chú dâu và chú rể của chúng ta một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt trị giá 1 tỷ đồng được không quý vị ơi. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân khách quý. Vâng, và chúng ta đã và đang được nhìn thấy đôi bạn trẻ của chúng ta. Vâng, lá tay trong sẽ tay trong tay sắp đến những ly rượu tình yêu của mình, cũng giống như đôi bạn trẻ sẽ cùng trải qua những thăng trầm và khó khăn trong cuộc sống này. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân khách quý. Vâng, quả đúng là màu rượu là màu hồng, màu máu của con tim. Vâng, nếu em là dòng sông thì anh sẽ là biển rộng, nếu em là gió đồng anh là manh vây, nếu em là lá băng anh sẽ là hoa lò, anh sẽ là đối nhỏ để em bước vào lề. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân quý, và chúng ta đã nhìn thấy những khói mù ảo trên tháp đi rượu tình yêu của đôi bạn trẻ.
và những khói mù ảo sẽ tượng trưng cho những ước mơ của đôi bạn trẻ. Khi nào những khói mù ảo vội vút lên từ trên cao, xuất hiện ước mơ của đôi bạn trẻ của chúng ta trở thành hiện thực, và kính chúc cho đôi bạn trẻ trăm năm tình viên mãn và tiếp tục chai rượu xong quanh thứ hai. Vâng, hãy dọn ra tháp đi một nửa và một nửa hãy dọn ra những chiếc đi mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn ở phía dưới. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân thích ý, em như chén rượu này, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu em đã một chén rượu cay, anh xin ổn cản để say suốt đời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân thích ý, cùng anh điên xe bán tu phà, cùng em điên xe nằm tay sầy về nhà ấy. Bất kỳ mấy tăng sắc phúc cùng vui, cho nên những biển tăng sẽ đầy chí cùng năng, trái biển trời sẽ đầy chí cùng ngủ. Mấy con thật thật hoa cảm nhận số mè êm kìm, quam ba tô lì số êm hạ ai. Ăn ăn chẳng chưa đồ hạt hỏi ô êm dừng kè na. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân thức quý, không cha thì như núi ngất trời, nhóm mẹ thì như nước ở người Việt Đông. Một lòng kính mẹ kính cha, cho chồng thứ hiếu mới là lão con đúng không quý vị? Vâng, ngày hôm nay ngày hạnh phúc nhất, ngày trọng lại nhất của đời mình, và đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ có những ly rượu nồng rượu hiếu để dâng lên các nấng sinh thành để tỏ lòng kính nhớ. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị thân quý, và vừa rồi MC đi 10 lá được nghe đầy thì thầm của chú rể Tình Còi. Vâng, với sự hiện diện của toàn thể quý vị quân, với tình cảm yêu mến của toàn thể quý vị lá đần đổi được xá xa xôi trải qua một quãng đường dài để cùng nhau trở về đây để vun đắp cũng như chúc mừng cho tình yêu đã lôi của đôi bạn trẻ, thì xin toàn thể quý vị 5 giây thôi quý vị ơi, quý vị có đồng ý không ạ? Vâng, xin quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đứng lên một chút để cùng nâng ly chúc mừng cho tình yêu của đôi bạn trẻ được không quý vị ơi? Quý vị có sẵn sàng không ạ? Vâng, xin mời quý vị, chúng ta hãy dắt những ly rượu của mình thật này và uống cùng lại gia đình để chúc mừng cho tình yêu lớn lôi của đôi bạn trẻ đi ạ. Vâng, quý 10 sẽ làm cầu nối 1, 2, 3 sau, 1, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc ạ. 1, 2, 3 sau, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc quý vị ơi. Cùng nâng ly ạ. Trân trọng mời lại gia đình của chúng ta sẽ cùng tiến sát lại về trạm thích an ninh. Chúc nhau vâng để gắn kết lại tình nghĩa thân gia. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân quý, kính thưa quân viên hội, kính hội trưởng thân mến của chúng ta, vâng, ngày hôm nay là ngày thật đẹp, tháng thật đẹp đúng không quý vị? Với sự hiện diện và yêu mến của toàn thể quý vị thân thiết quý, đó là món quà vô cùng to giá đối với cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, trong buổi trưa, trong giây phút chẳng lại và thiêng liêng nhất, thì tại gia đình yêu thương của chúng tôi sẽ có món quà yêu thương để gửi tới và động viên đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng giới thiệu và kính mời món quà đầu tiên đến từ gia đình anh Đoan Kình. Xin được trân trọng kính mời gia đình anh Đoan Kình sẽ có món quà yêu thương để gửi tới hai em của mình. Xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị và các quý, vâng, những món quà này yêu thương, này tình cảm vô bờ bến quà lại gia đình của chúng tôi, gia đình của anh Quỳnh Lan, là sau tất cả những tình cảm, những ước mong của mình để cho hai em của mình, và kính chúc cho hai em sẽ luôn luôn cùng nắm tay nhau trải qua những khúc giờ cảm xúc, trải qua những sóng gió trong cuộc sống này, và chúc hai em sẽ luôn luôn nắm tay vững trở tôi đấy của mình, và cùng nắm tay nhau đi hết cả cuộc đời này. Và chúng xin được đỡ đời cho cô dâu và chú rể, xin được chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của anh chị
đã dành cho hai em và kính chúc anh chị sẽ luôn luôn thành công trong cuộc sống, luôn có sức khỏe dồi dào, luôn luôn là điểm tựa của chúng em sau này.
Vâng, món quà tiếp theo đến từ gia đình chị Lò Thị Thuê, xin được trân trọng kính mời. Trở về từ ngã ba hàng ghế, vâng, để tiếp đón cũng như tiếp lái các vị quan khách của mình, xin được trân trọng kính mời.